Dạ, con là Quy, vợ của Nho Sơn. Con gửi lời chúc Ma Đờ Đê má. Bữa nay em con nó lên nó cát, con mượn lời con chúc mẹ là người mẹ rất là gương mẫu hy sinh đẻ 11 đứa con mà đứa nào cũng hơn người đàng hoàng. Con rất là cảm động, con hết sức là tôn trọng má. Con chúc má sức khỏe dồi dào trăm năm, sống lâu trăm tuổi với các con. Dạ. Thanh Trần nó hát bạn bè kia nó tặng cho má. Dạ, cảm ơn chị Quy, cảm ơn các chị Linh với em. Má hàng đây là lại các em hàng đen này những mẹ con đại diện cho 11 anh em. Con chúc má luôn luôn mạnh khỏe, má bình an và tụi con cũng làm nhớ đến má. Cảm ơn má đã đẻ con ra. Con sẽ về với má.
Dạ, cảm ơn chị Thanh Vân rất nhiều. Thank you. Mình đang tiếp tục xin mời anh Quốc Anh nhé. Mời anh Quốc Anh. À, sau anh Quốc Anh để đến tiếng hát của chị Lisa Alex Quỳnh Mỹ. Xin chào các chị và các bạn. Hôm nay là ngày 3 đi tìm mớ. Ngày mai mới thành mẹ. Nên là tôi xin hát bài Hoa Cài Mãi.